Má nói ai lợi? Nên sao anh lợi làm gì? Vậy hả? Anh tập dưỡng sinh cho má hả? Anh tập sao? Má nhớ không? Sao chứ ảnh ảnh làm rồi má làm theo hả? Cũng làm tay với làm chân hả? Bây giờ má vuốt tay đi, vuốt tay ra, vuốt lon vuốt tay chỉ má vuốt tay từ trên vai vuốt xuống. Vuốt xuống. Vuốt. Vuốt đùi xong rồi vuốt tay. Xuống tập đuôi đầu. Má nói sao? Vuốt đi. Bữa gọi đầu nữa hả? Hồi bữa anh cắt tóc cho má rồi chị gọi đầu hả? Giờ xây qua tay này.